Thế sang tiếp theo. Tôi em. Hello, em đi vô đi. Tôi đây. Mày làm gì á? Nước miếng của mấy đứa hồi nãy giỡn hết. Văng vô đây nè, bị nhiễm khuẩn rồi, phải vệ sinh thật kỹ mới được. Cầm đi. Tao hay mắc mệt quá. Đâu có, tao thấy với Hương mà. Vậy má, người ta là một cặp thì người ta chăm sóc nhau, còn mày không có ai, cái mày sân si người ta à? Ok đó. Hello everybody, hello to my listeners. This time I sing a gentle song, sad and sound, whistling a Taylor Swift.